với bầu trời từ một xuất phát điểm khác nhau, song trải qua những va chạm và cả những khó khăn, biến cố. Cùng sự hỗ trợ của thầy giáo Phong, mỗi người dần hiểu ra giá trị của bản thân, thêm tự hào về con đường mình đã chọn. Yêu hơn cả bầu trời, có sự tham gia của các diễn viên Quang Sự, Thanh Sơn, Mạnh Quân và Bình An. Phim phát sóng dịp Tết Nguyên Đán trên VTV1. Ly rượu mừng, tình cây và đất, chảy đi sông ơi, thì thầm mùa xuân, mơ hoa. Chùm ca khúc này sẽ được Quán Thanh Xuân gửi tới khán giả trong số đặc biệt mang tên Hội Quán Thanh Xuân. Khách mời tham gia chương trình gồm nghệ sĩ ưu tú phát thanh viên Kim Tiến, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, Minh Hòa, Trí Trung, Mỹ Uyên, ca sĩ Mỹ Linh và nhà báo Ngô Bá Lục. Bên cạnh những kỷ niệm với Quán Thanh Xuân, nhiều câu chuyện thú vị về ngày Tết, về tuổi thơ, gia đình sẽ được khách mời gửi tới khán giả. Đón xem Quán Thanh Xuân phát sóng dịp Tết Nguyên Đán trên kênh VTV1. Đón Tết cùng VTV năm nay có chủ đề Đi Theo Bóng Mặt Trời. Hai nhân vật trải nghiệm, nhà báo Trương Anh Ngọc và Alushka Linh sẽ thực hiện hành trình khám phá từ Bắc vào Nam, tìm hiểu những nét đẹp của các vùng đất. Dẫn dắt chương trình là MC Đức Bảo và Lưu Hà Trinh. Với ba nội dung chính, mặt trời, nguồn sống, chúng ta đã làm gì với nguồn sống của mình và mặt trời ở trong tim. Chương trình truyền tải thông điệp về niềm tin, sự lạc quan, hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Đón xem đón Tết cùng VTV năm 2021, Đi Theo Bóng Mặt Trời, phát sóng lúc 20 giờ ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán trên kênh VTV3. Năm 2021, nhạc sĩ Phạm Tuyên 91 tuổi, song với rất nhiều người, ông là nhạc sĩ của mùa xuân, của những cánh én tuổi thơ đầy khát vọng. Gia tài của Phạm Tuyên dành cho thiếu nhi là hơn 200 ca khúc, trong đó có nhiều bài nổi tiếng như Chiếc Đèn Ông Sao, Cánh Én Tuổi Thơ. Chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ Ước Vọng Mùa Xuân sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, lắng nghe các ca khúc đi cùng năm tháng, cùng những mong ước đầu năm của các vị khách mời tham gia chương trình. Đón xem Bữa Trưa Vui Vẻ Ước Vọng Mùa Xuân phát sóng 12 giờ ngày 1.